Are you going home now? I was about to. Hai mọi người. Cái đoạn lúc nãy như mọi người vừa thấy ấy, đó là cái ông cảnh sát ông ấy hỏi là bạn sẽ về nhà ngay bây giờ chứ? Thì anh kia anh mới trả lời là I was about to. Này. Vậy câu hỏi mà mình muốn hỏi ở đây đó chính là I was about to trong trường hợp này nó nghĩa là gì? Đây là một cái câu hỏi mình thấy khá là hay ở trong, nó thuộc về một trong bộ phim là The Untouchable, không thể mơ chuộc. Đây là nó liên quan đến ngữ pháp này. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.